Thôi chết rồi, mình trễ giờ tập rồi, làm sao bây giờ đây? Mình phải xì rung cái đèn này. Wow, bình tĩnh nào. Xin lỗi nha. Không sao, đi dùng về. Có cậu thì tao mới có việc mà. Xin lỗi nha, bánh nhìn ngon đó. Không sao hết, tao dùng về. Cậu dễ đẹp quá. Xin lỗi nha. Nước sâu tránh ra. Chào mọi người nha. Chào chú bạn ha. Không còn dũng về nữa ha. Nè, đâu biết nếu trộn bột xì chung và con bò lại thì ra cái gì. Format bóc xanh. Tớ có cái này cho cậu nè. Ồ, cảm ơn tí quậy, mình trễ giờ tập rồi. Này này, chờ đã. The Smurfs. In 3D.